Tỏi được biết đến là một kháng sinh tự nhiên mạnh, rất nhiều hoạt tính kháng lại các vi khuẩn gây bệnh, ký sinh trùng, virus, kháng nấm, tăng cường hệ miễn dịch cho vật nuôi. Vì vậy, việc sử dụng tỏi trong chăn nuôi vô cùng quan trọng. Chào mừng quý bà con đến với kênh chăn nuôi thủy sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Kim Sinh. Và trong video ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu đến quý bà con đó là sản phẩm men cao tỏi đậm đặc sử dụng trong chăn nuôi và thủy sản. Xin kính mời quý bà con chúng ta cùng theo dõi. Với thành phần chính là dịch chiết men cao tỏi kết hợp với hệ vi sinh có lợi cho đường tiêu hóa. Sản phẩm men cao tỏi có công dụng giúp vật nuôi hấp thụ thức ăn tốt, ăn nhiều và nhanh lớn. Chứa kháng sinh giúp ức chế ký sinh trùng, vi sinh vật gây bệnh đường ruột, bệnh ngoài da trên thủy sản, bệnh tiêu hóa, hô hấp trên vật nuôi. Hệ vi sinh có lợi giúp nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn, hạn chế vi sinh vật có hại trong môi trường nuôi. Rất tốt cho hệ tiêu hóa của vật nuôi, thủy sản trong giai đoạn chuyển mùa, cải thiện năng suất vật nuôi và thủy sản. Đối với sản phẩm men cao tỏi, bà con có thể sử dụng với liều lượng như sau. Sử dụng trong chăn nuôi và thủy sản. Để phòng bệnh, bà con sử dụng 1ml sản phẩm cho 6 đến 10 lít nước cho uống hàng ngày. Hoặc bà con pha loãng 20 đến 30ml, phun ẩm cho 2 đến 3kg thức ăn. Hoặc bà con sử dụng 100ml sản phẩm cho 200 đến 300kg thức ăn và cho ăn mỗi ngày. Để phòng trường hợp khi giao mùa, vật nuôi có dấu hiệu như lờ đờ, bỏ ăn, đi ngoài phân sống, bà con sử dụng liều lượng gấp đôi. Có thể bà con cho uống trực tiếp là 1ml sản phẩm cho 20 đến 25kg thể trọng. Vừa rồi tôi đã giới thiệu đến quý bà con đó là sản phẩm men cao tỏi đậm đặc sử dụng trong chăn nuôi và thủy sản. Để biết thêm chi tiết, bà con vui lòng liên hệ đến số hotline 098 776 2025 hoặc bà con cũng có thể truy cập vào website thủykimsinh.com để tìm hiểu thêm các sản phẩm tương tự. Kính chúc quý bà con sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.